Sau đó chúng ta sẽ bước chân trái về phía bên tay phải, cả hai tay chúng ta sẽ đều vòng về bên tay phải. Tiếp theo, tay đưa lên trên cao và hạ xuống. Khi đưa thì chúng ta cố gắng mắt nhìn theo tay nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa hai tay về bên tay trái, chân phải sẽ rút về bên trái và vòng cả hai tay qua đầu, đặt hai tay về vị trí đầu tiên và xoay một vòng. Kết động tác đầu tiên, chúng ta sẽ cầm tay vào tà áo dài và đi một vòng tròn tại chỗ.